trong vòng 4 năm ngắn ngủi, Trương Mỹ Lan đã khiến cả giới tài chính chấn động khi chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng, một con số không tưởng. Bằng cách nào mà bà chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện được điều này? Thông qua mạng lưới tài chính phức hợp với việc thao túng hàng loạt doanh nghiệp lớn như ngân hàng SCB và công ty chứng khoán TVSI, bà Lan đã phát hành trái phiếu khống, huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ hơn 35.000 nhà đầu tư và thực hiện hàng loạt giao dịch mờ ám. Thủ đoạn lừa đảo tinh vi này tiếp tục đẩy bà Trương Mỹ Lan vào vòng lao lý trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, với loạt cáo buộc gây chấn động về lừa đảo và rửa tiền, cũng như vận chuyển trái phép tiền qua biên giới. Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. 4 năm kiếm hơn 445.000 tỷ, tầng đáy bí mật cuối cùng của bà Trương Mỹ Lan. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử vào ngày 19 tháng 9. Phiên tòa vắng mặt hơn 35.000 nhà đầu tư đã mua trái phiếu liên quan các hoạt động tài chính bất hợp pháp do bà ta và đồng phạm thực hiện. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng, trong gần 4 năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua việc tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Bà Lan đã lợi dụng quyền lực của mình tại các doanh nghiệp lớn như ngân hàng SCB và công ty chứng khoán TVSI để tạo dựng một hệ thống tài chính phức tạp, qua đó che giấu hành vi phạm tội. Thông qua người thân và các cá nhân đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan nắm quyền kiểm soát và điều hành các tổ chức tài chính này, chỉ đạo phát hành 25 mã trái phiếu khống thông qua các công ty con như An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra. Việc này đã thu hút hơn 35.824 nhà đầu tư, huy động hơn 30.000 tỷ đồng. Song, số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành. Thay vì phục vụ các dự án theo cam kết, bà Lan đã chuyển hướng sử dụng số tiền khổng lồ này để trả nợ giữa các công ty trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dẫn đến việc mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Bên cạnh đó, bà Lan còn chỉ đạo rút và chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB để che giấu nguồn gốc số tiền chiếm đoạt, đồng thời thực hiện hàng loạt hợp đồng khống, mua bán cổ phần và tư vấn nhằm chuyển hàng tỷ USD giữa Việt Nam và nước ngoài. Cáo trạng nêu rõ, những thủ đoạn này đã giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, làm rung chuyển hệ thống tài chính mà bà đã thao túng. Cụ thể, cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Theo cáo trạng, lời khai của bị can Trương Mỹ Lan thể hiện khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Nữ chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã giao cho Trịnh Quang Công, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen, phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty SPG, Chiêu Binh Kheung, Kenneth, luật sư, được bị can Lan giao quản lý các công ty nước ngoài, lập hợp đồng khống, mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài, đều là các công ty ma thuộc quản lý điều hành của các cá nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam sang nước ngoài qua hệ thống ngân hàng SCB. Dưới sự chỉ đạo của bị can Trương Mỹ Lan, các bị can thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ, các giấy tờ thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng, thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng, hoặc các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển tiền bị hệ thống tự động khóa. Tuy nhiên, các đối tượng có thẩm quyền tại ngân hàng SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, Chen Yi Chung, cựu quyền tổng giám đốc SCB, Trương Khánh Hoàng, cựu phó tổng giám đốc SCB, Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2012 đến năm 2022, bằng các phương thức thủ đoạn nêu trên, các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát
đã sử dụng 23 công ty, trong đó có 12 công ty thành lập, đăng ký tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Có 21 công ty trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD và 21 công ty thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 3 tỷ USD. Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài về Việt Nam do bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới phối hợp với Chiêu Binh Kheon Kenneth lập các hợp đồng khống về mua bán chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, vay tiền, tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty tổ chức ở nước ngoài và sử dụng các công ty để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng khống về hồ sơ thủ tục còn thiếu, không đảm bảo quy định. Song, Chen Yi Chung, Võ Tấn Hoàng Văn và Bùi Anh Dũng vẫn ký lệnh chuyển tiền ra nước ngoài. Điều mà hơn 35.000 người mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát cần biết trước ngày 19 tháng 9. Ngày 12 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty đơn vị liên quan. Theo đó, ngày 6 tháng 9 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng công khai quyết định đưa vụ án ra xét xử và danh sách bị hại, đương sự trên trang thông tin điện tử https://hochiminhcity.toaan.gov.vn. Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, đương sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh kèm theo tài liệu chứng minh gửi đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn gửi đơn đến ngày 18 tháng 9 năm 2024. Mọi vấn đề thắc mắc đề nghị liên hệ qua tổ thư ký của vụ án, số điện thoại 0934-115-880. Thủ đoạn rửa hàng trăm ngàn tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Để hợp thức che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 445.000 tỷ đồng chiếm đoạt từ ngân hàng SCB và tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung thuộc ngân hàng SCB phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Việc rút tiền chuyển tài khoản ra khỏi SCB được thực hiện dưới hai hình thức: rút tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng SCB, chuyển khoản vào các tài khoản của các công ty ma, cá nhân được chỉ định. Để rút tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo SCB lập danh sách pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, sau đó cung cấp thông tin pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền, chứng từ, thủ tục để hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt cho các đối tượng là lãnh đạo dưới quyền Trương Mỹ Lan ở Vạn Thịnh Phát để thực thi. Các đối tượng này chỉ đạo kế toán công ty ma lập ủy nhiệm chi giấy rút tiền, đồng thời hẹn các cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp nhân đến ngân hàng để ký chứng từ rút tiền. Nhân viên SCB rút tiền mặt khỏi quỹ giao cho tài xế của bà Trương Mỹ Lan ở hầm B1 tòa nhà Sherwood, 127 Pasteur, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Vạn Thịnh Phát số 193, 203 Trần Hưng Đạo, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Với hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty ma, cá nhân được chỉ định là nhân viên SCB, nhân viên Vạn Thịnh Phát sử dụng các pháp nhân, cá nhân mở tài khoản tại ngân hàng SCB để nhận tiền, chuyển tiền từ các công ty được giải ngân đến tài khoản của các pháp nhân, cá nhân này. Khi cần sử dụng, sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô hơn 415.666 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Để rửa số tiền hơn 30.000 tỷ đồng từ nguồn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 35.824 nhà đầu tư qua việc phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty, An Đông 3 gói trái phiếu chiếm đoạt 24.969 tỷ đồng, Quang Thuận 1 gói trái phiếu chiếm đoạt 1.500 tỷ đồng, Secha
20 gói trái phiếu chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng, Sunny World 1 gói trái phiếu chiếm đoạt hơn 1.612 tỷ đồng. Để cắt đứt dòng tiền, che giấu nguồn gốc và sử dụng bất hợp pháp số tiền chiếm đoạt, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng SCB, giao cho Bùi Văn Dũng lái xe để giao theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Hình thức thứ hai là rút tiền, chuyển tiền cho các tổ chức cá nhân đứng tên, nộp tiền mặt vào các tài khoản theo chỉ định để trả nợ khoản vay, thanh toán thẻ tín dụng, Visa Mastercard, chuyển tiền cho công ty cá nhân cụ thể. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài thông qua các hợp đồng khống là các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp, hợp đồng tư vấn, hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty tổ chức ở nước ngoài. Trong 10 năm, 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài, thực hiện 152 giao dịch nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài. Chân dung bà chủ đế chế Vạn Thịnh Phát trước những cáo buộc của dàn lãnh đạo SCB. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, song lại là người lũng đoạn chi phối loạt lãnh đạo ngân hàng này để họ giúp sức rút ruột hơn 304.000 tỷ đồng. Đầu tiên, bà Lan thâu tóm 3 ngân hàng là Ngân hàng Sài Gòn cũ, Ngân hàng Tín Nghĩa, Ngân hàng Đệ Nhất. Sau đó, năm 2012, 3 ngân hàng này được hợp nhất thành Ngân hàng Sài Gòn SCB. Bà Lan đứng tên một phần và nhờ nhiều người khác đứng tên sở hữu cổ phần tại Ngân hàng SCB, với tỷ lệ chi phối hơn 91%. Những người đứng tên hộ bà Lan là những người thân tín, tin tưởng. Mặc dù phủ nhận toàn bộ cáo buộc của Viện Kiểm sát, nhưng theo lời khai của các cựu lãnh đạo SCB, gồm Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, thể hiện rõ quyền lực thao túng của bị cáo Lan đối với ngân hàng này. Trong đó, bị cáo Bùi Anh Dũng khai, quá trình làm việc tại SCB, bị cáo biết rõ khoản vay nào là khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các khoản vay này, bị cáo Dũng chỉ ký hợp thức hồ sơ theo chỉ đạo của bị cáo Lan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM hỏi bị cáo Dũng cách thức phân biệt các khoản vay bình thường với khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dũng trả lời hồ sơ vay vốn của bị cáo Lan và Vạn Thịnh Phát khác với hồ sơ vay vốn thông thường. Việc phân biệt dựa vào ký hiệu HSTT, hội sở tiếp thị, được ghi trên các hồ sơ. Bây giờ bị cáo đứng đây mới thấy một phần lỗi của mình vì tin tưởng chị Lan một cách mù quáng, cứ nghĩ chị Lan là người kinh doanh rất giỏi, bị cáo Dũng nói. Xoay quanh việc xác định vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB Bùi Anh Dũng nói rằng bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn, được triển khai thì thực hiện, chứ hoàn toàn không được ý kiến. Bị cáo Lan trần tình về chuyện đưa ông Bùi Anh Dũng lên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB từ tháng 12 năm 2020. Bị cáo Lan nói trước đó chỉ biết tên, không biết mặt ông Dũng. Bị cáo Lan phủ nhận cáo buộc chính bà là người đồng ý cho ông Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới, thay Đinh Văn Thành, thời điểm này là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, đưa vợ con đi Mỹ chữa bệnh, vì bị cáo không có chức vụ gì trong ngân hàng, không điều hành ngân hàng. Luật sư dẫn lời khai của bị cáo ở cơ quan cảnh sát điều tra. Theo đó, bị cáo Lan nói ông Dũng chỉ làm công tác tổ chức, không làm tín dụng. Về nội dung này, bị cáo Lan nói không nhớ mình đã khai. Trong khi đó, liên quan nội dung này, bị cáo Dũng khai, bị cáo Lan có vai trò gần như tuyệt đối ở SCB. Sau đó, luật sư tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, một số nội dung liên quan vai trò của bị cáo Lan ở SCB. Bị cáo Dung thừa nhận, nội dung cáo trạng kết luận bị cáo là người trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên liên hệ bàn bạc với bị cáo Trương Mỹ Lan để truyền đạt chỉ đạo các đối tượng tại SCB, hợp thức hóa hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng. Bị cáo Dung kể, sau những lần gặp bà Lan, bị cáo Dung sẽ tổ chức họp hội đồng kinh doanh đầu tư, sau đó mới tiến hành thực hiện hồ sơ thủ tục. Trước khi bị cáo đảm nhiệm chức vụ, đã xuất hiện nhiều khoản vay được giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Đến khi bị cáo vào làm thì khắt khe hơn, nhưng vẫn tồn tại việc giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Theo đó, dù khách hàng chưa hoàn chỉnh thủ tục, thiếu hồ sơ chứng từ phê duyệt tín dụng, nhưng về mặt chủ trương vẫn được đồng ý cho vay. Bị cáo Dung thừa nhận, đối với tất cả các khoản vay của bị cáo Lan, Dung đều triệu tập họp, trừ các khoản vay nhỏ lẻ. Tại cuộc họp lúc đó, bị cáo sẽ nói rõ, đây là chỉ đạo của chị Lan,
sau đó sẽ để từng người có mặt tham gia ý kiến. Ông Dũng với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị là người đầu tiên có ý kiến. Bị cáo Dung nhận sai khi cấp tín dụng cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Song bị cáo nói không có bất kỳ lợi ích nào liên quan đến giải ngân sai, nên bị cáo cho rằng mình không phải chiếm đoạt tài sản mà là giúp sức cho bị cáo Lan lấy tiền của SCB. Trước lời khai của bị cáo Dung, bị cáo Dũng thừa nhận có tham gia các cuộc họp này. Tại đây, bị cáo Dũng thường phát biểu rằng anh tin tưởng chị Lan. Sau đó, căn cứ vào các dấu hiệu được quy ước để ký khống hợp đồng vay của bà Lan, ông Dũng nói không nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Lan mà chỉ nhận thông báo từ bà Dung. Bị cáo Dũng còn trần tình, khi Mỹ Dung triệu tập, chỉ đạo các khoản vay không đúng quy định pháp luật thì bị cáo có nhiều lần tác động trong việc này. Bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn, được triển khai thì thực hiện, chứ hoàn toàn không được ý kiến. Bị cáo nhận thức được vấn đề này, bị cáo trăn trở. Bà xã cũng đề nghị không nên làm vậy. Bị cáo nghĩ chờ Chủ tịch Đinh Văn Thành về sẽ bàn giao lại công việc vì không thể đơn phương nghỉ việc được. Nhưng liên quan đến lời khai phủ nhận việc quyết định vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB thời điểm này của bị cáo Lan, bị cáo Dũng khai tiếp, sau khi được ông Thành giới thiệu, bị cáo Lan đồng ý thì SCB có tổ chức họp Hội đồng Quản trị. Tại cuộc họp này, gần như các thành viên đồng ý hết. Còn theo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, vào tháng 7 năm 2013, được bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, tuyển dụng vào làm việc với chức vụ Phó Tổng Giám đốc SCB. Sau đó, bị cáo được sắp xếp gặp bị cáo Lan, được bị cáo Lan thuyết phục giữ chức Tổng Giám đốc bằng lời lẽ như không chịu làm để người khác ngồi lên đầu lên cổ à. Bị cáo Văn cho rằng, có ý kiến của bị cáo Lan, bản thân mới được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SCB. Sau đó, mỗi tháng bà Lan gọi cho bị cáo 1-2 lần, nói bâng quơ về việc cần một khoản tiền. Bị cáo Văn kể, bị cáo Văn thừa nhận, sau những cuộc gọi đó, bị cáo hiểu là phải thực hiện ký khống hồ sơ cho vay tiền. Cũng đứng trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung nói, ban đầu rất thần tượng bị cáo Trương Mỹ Lan về tài kinh doanh nên hứa trung thành tuyệt đối. Nhưng sau khi nghe lời khai của bị cáo Lan tại tòa, bị cáo thấy mình đặt niềm tin sai chỗ. Bị cáo và nhiều anh em ở SCB từng động viên nhau cố gắng giúp chị Lan vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng sau phần khai của chị Lan, bị cáo thấy thất vọng. Bị cáo Dung bày tỏ. Ngoài dàn lãnh đạo SCB, ai đã giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng này? Không chỉ có dàn cựu lãnh đạo SCB hay cháu gái ruột Trương Huệ Vân, mà bà Trương Mỹ Lan cũng có sự giúp sức của các bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, đồng thời là chồng của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Chu Nát Kê Eric, Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan là cổ đông chính, có 99,26% cổ phần. Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam. Địa chỉ trụ sở chính của công ty ở đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành ngân hàng SCB mới, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trao đổi thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản dự án Times Square, quyền sử dụng đất thuê và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất thuê là cao ốc phức hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại Times Square và quyền tài sản có liên quan để đảm bảo cho các khoản vay. Thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 12 năm 2012, quyết định số 13 QĐ-DHDCD QTTD ngày 10 tháng 12 năm 2012 của đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2012 của công ty Times Square chấp nhận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định. Sau khi có tài sản bảo đảm để vay vốn, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn. Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.441 tỷ đồng. Thời hạn vay vốn 5 năm, toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi, nên các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được,
bị cáo Trương Mỹ Lan thuyết phục Chu Lập Cơ ký biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square ngày 15 tháng 8 năm 2017, tiếp tục sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ, tổng dư nợ được đảm bảo là hơn 35.541 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do bị cáo Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay với dư nợ gốc là hơn 19.552 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.665 tỷ đồng, tổng cộng dư nợ là hơn 39.217 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản bảo đảm của các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn nêu trên, theo kết quả định giá của công ty Hoàng Quân tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022, được SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro được phân bổ cho các khoản vay còn dư nợ nêu trên là hơn 30.100 tỷ đồng. Bị cáo Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 9.116 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 3, trước tòa, ông Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết cá nhân ông sở hữu hơn 99% cổ phần ở Times Square. Bị cáo đã ký cho phép bà Lan sử dụng tài sản để thế chấp nhằm giúp tái cơ cấu ngân hàng theo đề nghị của bà Lan. Về lần thứ hai khi ký, mặc dù bà Lan không nói gì, nhưng bị cáo vẫn ký vì nghĩ là để giúp ngân hàng. Bị cáo dù không biết tiếng Việt nhưng tin tưởng vào nhân viên, trợ lý của mình nên vẫn ký. Bị cáo không biết gì về tình hình sử dụng các tài sản, khoản vay tại SCB. Bị cáo Chu Lập Cơ khẳng định hoàn toàn không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay. Bị cáo không cố tình ký văn bản, bị cáo thừa nhận mình ký là sai, bị cáo mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục. Trong vụ án Vạn Thịnh Pháp, quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD của bị cáo Trương Mỹ Lan và nhiều tổ chức cá nhân. Các cơ quan tố tụng cũng phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ, tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu USD, ngăn chặn giao dịch đối với số dư gần 790 tỷ đồng trong tài khoản mở tại SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương. Cùng với đó, 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị kê biên, bao gồm hàng loạt tòa nhà ở quận 1, 3, 5, 8 bất động sản của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu, 857 triệu cổ phần của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ tại SCB, hơn 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân cá nhân đứng tên hộ Trương Mỹ Lan, một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô và nhiều tài sản khác. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm từ các bị cáo gần 55,5 tỷ đồng và quá trình xét xử các bị cáo đã nộp thêm 73 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình. Đến ngày 26 tháng 4, một nguồn tin xác nhận bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM. Trong đơn, bà Lan cho rằng bà không chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Bà Lan trình bày các nguyên nhân khách quan trong việc tham gia tái cơ cấu SCB dẫn đến có rủi ro nhưng không chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.